giáo xứ Cổ Liêu, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 45 km về phía đông nam, có hình thước thợ với xóm trại vươn ra ngoài. Theo các bậc tiền nhân kể lại, vào khoảng thế kỷ thứ 17, cách đây hơn 300 năm, tại làng Khéo, xã Mai Duyên, huyện Thanh Cẩm, tỉnh Hưng Yên, ngày nay là làng Cổ Liêu, Xảo Hạ, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, một làng quê nghèo sống tại ven bờ sông Hồng và chưa có ai theo đạo Chúa. Khi ấy, các đấng thừa sai và đức cha Pierre Lambert de Lamotte đặt chân lên dải đất ven sông Hồng tại làng Khéo. Nhờ sự quan phòng, che chở của Thiên Chúa, sự nhiệt thành dấn thân truyền giáo của các vị thừa sai mà con dân làng Khéo được nhận biết và tin vào Chúa, trở nên con cái Thiên Chúa và ngày thêm đông số. Các bậc tiền nhân của giáo họ Cổ Liêu đã được đón nhận đức tin vào giữa thời kỳ bách hại đạo Chúa của triều Nguyễn. Những cuộc truy tìm các vị thừa sai, giám mục, linh mục và giáo dân đã khiến giáo hội Việt Nam phải sống trong cảnh âm thầm, lặng lẽ với đầy cam go thử thách. Thời khai sinh, giáo họ có hai phần theo đạo Chúa và một phần là lương dân. Khoảng năm 1842, đức cha Pierre-André Retolieu, hội thừa sai Paris, đi kinh lược về thăm nhà chàng Hoàng Nguyên. Thuyền các ngài đậu tại bờ sông Hồng trên mảnh đất làng Khéo và được đông đảo các giáo hữu làng Khéo tiếp đón. Dân làng hết lòng thảo hiếu kính mến ngài. Vì thế, ngài nhận giáo họ làm con riêng và lấy tên mình mà đặt cho giáo họ, rồi truyền lại cho các đức cha người Pháp. Năm 1895, một dấu mốc lịch sử quan trọng, đức cha đứng ra tậu 12 mẫu 6 sào đất quanh điền thôn Bái Đô để chuyển những tín hữu tại làng Khéo vào và thành lập giáo họ Cổ Liêu mới với 51 hộ, 184 giáo dân, xác nhập và trực thuộc giáo xứ Hoàng Nguyên, nhận lễ thánh Giuse công nhân mùng 1 tháng 5 làm bổn mạng. Năm 1897, nhà thờ cũ ở bãi đê sông Hồng đã được chuyển vào làng mới và đặt tại giữa làng, nhìn thẳng vào đường phía nam làng. Sau khi chuyển làng xong, dân họ họp nhau tính làm lại nhà thờ gỗ khang trang, to đẹp hơn và đã sắm 10 viên đá chân cột rất to để chuẩn bị làm nhà thờ mới. Thầy đốc tràng Hoàng Nguyên, Giuse Đinh Văn Thiện, người con của giáo họ Cổ Liêu, được đức cha Phêrô Maria Đông cho sang Pháp học kiến trúc kiểu Tây Âu. Khi học về, người bàn với dân họ nên làm nhà thờ kiểu Gothic, chuyển hướng nhà thờ về phía bắc làng, nhìn ra đường lộ 428 để tiện các đấng thừa sai đi kinh lý. Năm 1902-1905, hai lần vỡ đê sông Hồng, Cổ Liêu ngập trong biển nước, ruộng đồng trở thành đồng trắng nước trong, đất canh tác thì nên đất cát vỏ hầu. Nhưng với ơn Chúa, sự giúp đỡ của các đấng bề trên và lòng quyết tâm của cộng đoàn tín hữu, mùa xuân năm 1907, giáo họ đã dỡ nhà thờ cũ giữa làng và chuyển các gia đình phía bắc làng xuống đất nhà thờ cũ để xây dựng nhà thờ mới. Năm 1930, đức cha Đông về thăm giáo họ Cổ Liêu và ban phép lành cho giáo dân. Làng Cổ Liêu có truyền thống sống nề nếp, lễ nghĩa gia phong, kỷ cương phép nước lệ làng rất nghiêm và khuôn mẫu. Dân làng sống chủ yếu bằng nông nghiệp, sản xuất canh tác theo tập quán mùa vụ nên năng suất cây trồng chưa cao. Với dòng lịch sử, làng Cổ Liêu phát triển trở nên đất chật người đông. Trước năm 1954, một đợt di dân vào miền Nam. Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, số người vào miền Nam lập nghiệp cũng lên đến vài trăm người. Với dòng thời gian, muôn ngàn hồng ân Thiên Chúa vẫn hằng chan tưới trên giáo họ. Qua lời truyền cầu của Thánh Giuse Quan Thầy, mảnh đất với cái tên Cổ Liêu không ngừng phát triển, đất chật người đông, ngày càng lớn lên về mọi mặt trong đời sống
tinh thần cũng như vật chất. Nhờ hồng ân Thiên Chúa, gương trung kiên của các anh hùng tử đạo, lòng tận tụy, bác ái của các vị chủ chăn, cùng với sự đạo đức nhiệt thành của các bậc tiền nhân, mà hạt giống đức tin đã được gieo trồng nơi mảnh đất Cổ Liêu này đã không ngừng nảy nở, phát triển và trổ sinh hoa trái. Những hoa trái tốt lành, thánh thiện mà hạt giống đức tin các bậc tiền nhân đã để lại được kể đến như 19 linh mục được sinh ra ngay tại quê hương Cổ Liêu đã và đang phục vụ trong và ngoài giáo phận, 19 nam nữ tu sĩ trùng sinh, 1 giám mục và 4 linh mục có nguyên quán tại Cổ Liêu. Đời sống đức tin nơi giáo họ ngày càng trở nên phong phú, sống động với nhiều hội đoàn khác nhau cho từng lứa tuổi: thiếu nhi thánh thể, giới trẻ, hội bà thánh đê, hội gia trưởng thánh Giuse, hội trung nữ mân côi, hội cầu nguyện. Thấy được sự phát triển và trưởng thành trong đời sống đức tin nơi mảnh đất Cổ Liêu này, ngày 18 tháng 11 năm 2021, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã quyết định tách các giáo họ Cổ Liêu, Đạo Nguyên, Khai Thái khỏi giáo xứ Hoàng Nguyên và thiết lập tân giáo xứ Cổ Liêu có 2 giáo họ trực thuộc là Đạo Nguyên và Khai Thái với tổng nhân danh là 1.436. Giáo xứ nhận Thánh Giuse Công Nhân là bổn mạng và mừng lễ vào ngày 1 tháng 5 hàng năm. Trong quần thể kiến trúc của tân giáo xứ Cổ Liêu, chúng ta không thể phủ nhận dấu ấn di sản đức tin mà các bậc tiền nhân đã để lại. Ấy là ngôi thánh đường và nhà Đức Cha Vero Maria Đông trên 100 tuổi với những công trình đức tin khác. Khi giáo họ được đón nhận ánh sáng tin mừng, lúc đó làng có 51 hộ, 184 giáo dân. Các bậc tiền nhân đã chuẩn bị đốt gạch, nung vôi, mò đá, đóng góp công sức tiền của để thuận tiện cho việc thi công xây dựng ngôi thánh đường giáo họ. Ngay khi có được số vật liệu, giáo họ liền tổ chức xây móng tôn nền nhà thờ, sau đó tiếp tục xây dựng và hoàn thiện ngôi nhà thờ mang niên hiệu A1916D, tức năm 1916 theo công niên, do ông đốc thiện của tòa giám mục Hà Nội chỉ đạo xây dựng. Năm 1910 đã xây dựng phần móng lại bị lụt, dân làng chạy các đồ vật cùng súc vật lên trú tại nền móng nhà thờ. Sau trận lụt lại tiếp tục xây dựng cho đến khi hoàn thành năm 1916. Thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà thờ giáo họ Cổ Liêu được tổ chức long trọng, có các đấng bề trên giáo phận, các cha cùng nhiều nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa về tham dự thánh lễ và chúc mừng cho ngôi thánh đường mới được hoàn thiện. Công trình thờ phượng này như dấu chỉ biểu lộ đức tin mạnh mẽ của các bậc tiền nhân, con dân giáo họ Cổ Liêu qua những cố gắng, hy sinh để xây dựng nhà Chúa. Nguyên việc vận chuyển đất tôn nền, cát xây dựng đã đến hàng ngàn mét khối đều được chất lên những đôi vai con người đi trên cầu tre gỗ đưa đến chân công trình. Những ngày xây dựng đều chia phiên phụ việc cho thợ kỹ thuật nên giảm số tiền chi lên tới hàng vạn ngày công. Tinh thần xây dựng nhà Chúa đã đốt nóng tâm can mọi người, để rồi danh thơm tiếng tốt về công trình thiêng thánh vẫn còn lưu truyền mãi cho tới ngày nay. Vào thời điểm xây dựng ngôi nhà thờ, giáo họ Cổ Liêu mới có 184 giáo dân. Vậy mà các bậc tiền nhân đã đồng lòng hiệp sức, dâng tiến tiền của, công sức, lời cầu nguyện để xây dựng nên ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ. Sau hơn 100 năm lịch sử, công trình vẫn mang tính thời đại, để rồi lớp lớp các thế hệ con cháu sau này vẫn kể không hết lòng biết ơn về những di sản mà các bậc tiền nhân để lại. Ngôi thánh đường do ông đốc thiện thiết kế và giám sát thi công được khánh thành vào ngày 13 tháng 6 năm 1916. Kể từ khi ngôi thánh đường được hoàn thành, đông đảo tín hữu thường xuyên đến đây để tham dự cử hành phụng vụ, thờ phượng Thiên Chúa
và kín múc biết bao ơn lành hồn xác. Nhà thờ được thiết kế theo kiến trúc Gothic, có tháp đôi với những đường nét tinh xảo, những gọng vó uốn cong lên bầu trời được cấu trúc thành ba vòm. Vòm chính gian giữa cao 12 mét, hai vòm cạnh cao 8 mét. Nhà thờ dài 31 mét, rộng 10,5 mét với tổng diện tích 325 mét vuông. Hai tháp chuông cao 18 mét treo ba quả chuông được đúc bên Pháp do thầy Đốc Thiện mua về. Bên trong nhà thờ được chia làm 7 gian, trong đó một gian cung thánh được bày trí có bàn thờ chính và hai bàn thờ phụ. Bàn thờ chính có tòa thánh Giuse thờ, hai bàn thờ phụ có tòa thánh tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Xung quanh các bức tường nhà thờ có những ô cửa kính lấy ánh sáng tự nhiên, tôn thêm vẻ đẹp cho những đường nét kiến trúc độc đáo trang trí bên trong. Phía chính diện có ba cửa đi và ngay trên cửa chính giữa có tòa thánh Giuse thờ. Ngôi thánh đường được xây dựng từ gạch đất nung, vôi và mật. Các mái vòm trần được thiết kế kiểu gọng vó cùng những đố khung bằng gỗ lim chống đỡ, tạo sự chắc chắn cho mái trần. Những họa tiết trang trí tinh xảo, bắt mắt với những gờ chỉ đắp nổi và những dãy ong ôm sát tường càng tô thêm vẻ đẹp cho ngôi thánh đường. Sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến những công trình kiến trúc mang dấu ấn đức tin của giáo xứ Cổ Liêu mà lại không nhắc đến ngôi nhà mục vụ trăm tuổi, nhà Đức cha Phêrô Maria Đông. Theo lời truyền miệng của các bậc tiền nhân, đầu xuân năm 1920, các bậc vị vọng đại diện dân họ Cổ Liêu về nhà chung để chúc Tết Đức cha. Sau khi chuyển vãn, Đức cha vui vẻ ngỏ lời: "Cha muốn về ở với chúng con." Các cụ Cổ Liêu đáp: "Giáo họ chúng con bé mọn, làm sao dám đón Đức cha về ở với chúng con?" Đức cha vui vẻ nói: "Thật, thầy sẽ về ở với chúng con." Các cụ Cổ Liêu đáp: "Chúng con bé nhỏ mà lại dám đón Đức cha về ở cùng, thì hóa ra chúng con kiêu ngạo." Đức cha cười nói: "Chẳng phải chúng con kiêu ngạo, đấy là ý thầy muốn về ở Cổ Liêu với chúng con." Các cố Cổ Liêu vui mừng chắp tay cúi đầu xin vâng lời Đức cha: "Xin Đức cha cứ về ở với chúng con." Sau đó ngài viết giấy truyền cho thầy đốc tràng Hoàng Nguyên Giuse Đinh Văn Thiện xây nhà Đức cha tại Cổ Liêu. Đầu mùa hè năm 1921, ngài về giáo họ Cổ Liêu và khánh thành ngôi nhà chung gọi là nhà Đức cha Đông. Ngài ở lại Cổ Liêu cho đến cuối năm 1923 thì trở về địa phận. Thực là một niềm vui, hồng ân, sự khích lệ lớn lao cho cộng đoàn tín hữu. Mỗi tối Chúa Nhật, sau giờ chầu thánh thể, Đức cha ngỏ lời cho hội gia trường: "Ai có chuyện vui buồn, khó khăn thì kể ngài nghe." Ngài đã ân cần chăm sóc, yêu thương từng thành phần dân Chúa trong giáo họ Cổ Liêu. Trước khi trở về giáo phận, Đức cha an ủi dân họ: "Chúng con đừng buồn, cha về nhà chung sẽ sai các cha về ở với giáo họ Cổ Liêu chúng con." Sau khi trở về nhà chung giáo phận, Đức cha đã sai 6 cố người Pháp về ở với cộng đoàn giáo họ Cổ Liêu. Năm 1925-1929, cố Kim. Năm 1931-1933, cố Cao. Năm 1932, ngài đã xây hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Năm 1933, ngài thành lập Hội Nghĩa binh Thánh thể, nay là Thiếu nhi Thánh thể. Khấn tại Hà Nội, nhận Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu làm bổn mạng. Ngài đã mang tượng thánh nhân từ Pháp về để cộng đoàn kính nhớ. Năm 1934-1941, cố Viễn và cố Vượng. Năm 1942-1948, cố Năng và cố Lạc. Trong thời gian ấy, các cố ở tại Cổ Liêu, cứ sáng thứ tư hàng tuần, các ngài phát thuốc cho những ai đau yếu, bệnh tật, không phân biệt lương giáo.
Thiên Chúa đã ban cho giáo họ Cổ Liêu những hồng ân lớn lao như thế. Cùng với dòng chảy lịch sử, vượt qua mưa bom bão đạn của thời cuộc, trải qua nhiều lần trùng tu và tôn tạo, ngôi nhà thờ và nhà mục vụ trăm tuổi vẫn giữ nguyên được nét đẹp thánh thiêng mà các bậc tiền nhân đã gầy dựng như dấu chứng hùng hồn về đức tin kiên vững của con dân giáo xứ Cổ Liêu. Giáo xứ Cổ Liêu không ngừng lớn lên dưới sự bảo trợ của vị thánh quan thầy, thánh cả Giuse. Trên mảnh đất thân thương này, khi xưa bề trên giáo phận đã cho xây dựng một ngôi đền để kính thánh Giuse. Người ta vẫn quen gọi là đền thánh Giuse nhà Tràng. Nơi đây hàng năm vẫn thu hút hàng ngàn người hành hương, không kể lương giáo, chạy đến xin thánh Giuse cứu giúp. Tuy là đền thánh Giuse nhà Tràng, nhưng đền thánh nay lại tọa lạc giữa cánh đồng phía đông làng Cổ Liêu. Theo các bậc tiền nhân kể lại, khoảng năm 1802, trong thời kỳ Bách Hại Đạo Chúa, Đức Cha Long Gia mua đất và dần xây dựng tiểu chủng viện tại Hoàng Nguyên và mang tượng thánh Giuse từ Pháp về. Đền thánh Giuse đầu tiên được xây dựng tại Hồ Thánh Francisco Xavier, giáo họ Đạo Nguyên ngày nay. Xung quanh là trại cho những người làm việc cho nhà chung cư ngụ. Khoảng năm 1889-1890, thời kỳ Bách Hại Đạo lắng xuống, tượng thánh Giuse được rước về trong khuôn viên tiểu chủng viện và đặt tại bờ hồ. Tuy nhiên, theo lời Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng kể lại, khi ngài đến thăm đền thánh Giuse, có hình ảnh còn lưu lại. Khi tượng thánh Giuse được đưa về tiểu chủng viện thì không yên ổn, nảy sinh bệnh tật. Nhưng sau khi xây đền và rước người trở lại ngôi đền ngày nay, thì nhà chung được mọi sự tốt đẹp và yên ổn. Khi xưa, các tiểu chủng sinh vẫn thường lui tới để dã ngoại và viếng thánh Giuse mỗi thứ tư và Chúa Nhật. Cùng với lý do lịch sử ấy, không ít những dấu lạ Chúa ban qua thánh Giuse nơi đây, không chỉ cho các tín hữu mà cả những người chưa có đức tin. Các tín hữu nơi đây vẫn thầm tín rằng cha thánh Giuse đã nhận giáo xứ Cổ Liêu làm con cái yêu riêng của ngài. Với lẽ ấy, con dân giáo xứ Cổ Liêu vẫn hằng lui tới để cầu khẩn cùng ngài, xin ngài cứu giúp cũng như để tạ ơn Chúa, cảm tạ cha thánh Giuse. Đã từ lâu, con dân nơi đây vẫn tổ chức rước và cầu nguyện với thánh Giuse trong khoảnh khắc giao thừa, mời ngài đến với con cái yêu riêng của ngài trong mỗi gia đình. Ngày nay, tại đền thánh Giuse vẫn hay có thánh lễ vào mỗi thứ tư đầu tháng, dịp lễ kính ngài và đêm giao thừa. Với lòng yêu mến thánh Giuse cách đặc biệt, trải qua bao nhiêu thăng trầm của biến động lịch sử, các tín hữu trong giáo xứ cùng chung tay gìn giữ, tôn tạo, mở rộng. Khi xưa, đền thánh nằm giữa cánh đồng hưu quạnh, nhưng trải qua những lần tôn tạo mà đền thánh Giuse có khuôn viên đẹp đẽ, khang trang như ngày nay. Trải qua biết bao thăng trầm của biến cố lịch sử, hạt giống đức tin đã được gieo trồng trên mảnh đất Cổ Liêu thân thương, đã không ngừng nảy nở, phát triển và trổ sinh nhiều hoa trái tốt lành, thánh thiện. Giáo xứ không ngừng phát triển dưới sự bảo trợ của thánh Giuse cả về đời sống đức tin cũng như đời sống xã hội. Hơn 300 năm đón nhận tin mừng, nơi mảnh đất bé nhỏ này vẫn còn lưu lại những công trình lịch sử, minh chứng cho đức tin của các bậc tiền nhân. Chúng con không ngừng chúc tụng, cảm tạ và khấn xin cùng Thiên Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ xuống trên chúng con muôn ơn lành hồn xác, nhờ lời truyền cầu của cha thánh Giuse quan thầy.